Hello anh em, mình là Tùng Mai Game và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em 5 cái đường link nằm phía dưới video của mình. Đó là thứ nhất link fanpage, thứ hai là link Facebook cá nhân, thứ ba là cái group mình mới tạo ra cách đây không lâu. Thì đây là cái group mà do chính mình tạo, Tùng Mai Game và Bầy Khủng Long. Link thứ tư là link donate và link cuối cùng dành cho anh em nào có mic hoặc là muốn giao lưu cùng với các bạn ở trong Discord thì có thể bấm vào link Discord. Thì tất cả 5 đường link này mình để ở dưới description. Dưới phần mô tả của video, anh em có thể bấm vào và tham gia cùng với mình nha. Ok, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Tùng Mê Game. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tựa game Jurassic World Evolution tập tiếp theo. Và hiện tại ở bạn nào, dành cho bạn nào mà chưa có xem cái livestream của mình á, thì ở cái livestream trước mình đã trả nợ ở cái đảo thứ hai rồi. Và nói chung là đảo thứ hai của mình đã đạt con số 3 sao. Chúng ta qua cái đảo thứ ba, thì cái đảo thứ ba này là một cái đảo vô hạn, có nghĩa là không giới hạn tiền bạc. Chỉ có một điều là chúng ta không thể nào mà sử dụng những cái tiền đó giống như là đi thám hiểm, đi nghiên cứu những cái thứ mới. Cho nên là thôi mình bỏ qua cái đảo này. Cái đảo này chủ yếu chỉ để xây dựng, lai tạo. Còn mình, riêng mình thì mình lấy nó làm những cái thí nghiệm, coi là những cái con thú mà mình sắp ấp ra, cái xã hội, cái dân số của nó như thế nào để mình ấp một lần cho nhiều con. Thì chúng ta qua cái đảo thứ tư. Cái đảo thứ tư này tên là Isla Stacano. Cái đảo này thì ở livestream trước mình đã có, mình đã mới vô, nó cho mình nợ 2 triệu và mình bán bớt một số công trình. Đây, đáng lẽ là cái dãy này, cái dãy bên đây và cái chỗ này là một cái nhà bảo tàng và rất là nhiều trung tâm mua sắm ở cái đường này, và mình đã bán hết để trả nợ. Sau đó thì mình đã làm một cái chuồng khủng long nhỏ nhỏ để có thể thu hút khách, và hiện tại là mình không bị âm tiền nữa. Và lợi nhuận mỗi phút của mình là 47.000. Từ từ chúng ta sẽ mở ra những cái đó sau. Cái đồ mình bán có thể mua lại được không sao. Và đây là cái xung quanh cái hòn đảo của mình. Thấy không? Ok chưa? Nó ở giữa nó sẽ có một cái trũng nước, và mình có hỏi với các bạn lúc mà đó, thì mình hỏi là có xây kiểu như là có ấp khủng long mà dưới nước được hay không. Các bạn bảo là không, cho nên là chắc là cái nước này ở giữa cũng là cảnh quan thôi chứ không có tận dụng được gì hết. Ở đây có một cái trạm điện và một cái toa tàu này. Toa tàu này chưa đi vào hoạt động nha anh em, tại vì nó có hai đầu mới hoạt động được. Và bây giờ chúng ta sẽ đi kiếm tiền tiếp ở cái đảo này. Mình nghĩ cũng nhanh thôi. Mình nghĩ mình sẽ để dành tiền để ấp một con Cerato để cho nó cái số sao nó lên cao. Hiện tại con Cerato của mình là tới xếp hạng tới 120 lận, cao nhất trong tất cả trong tất cả các con. Cao nhất trong tất cả các con. Và một con Cerato, hai con Cerato là cũng khá là ok lắm rồi. Và cái là trú ẩn ở đây hả? Ai cha. Mở. Mưa bão các kiểu này nọ, mình phải mở cho khách đi vô. Và bây giờ mình sẽ làm nhiệm vụ mình kiếm tiền thôi. Mưa bão thì chắc chắn là sẽ bị giảm sao rồi, không sao cả. Rồi, ok, tập trung làm việc. Bây giờ như thế nào nha? Bây giờ chúng ta sẽ đi vài đường cơ bản của một cái game khủng long. Đó là kiếm tiền. Thì để kiếm tiền thì chúng ta sẽ up rất là thật là nhiều khủng long. Và cái to tàu này chắc là mình nghĩ là không có sử dụng nó đâu, mình sẽ remove nó. Có chứ, có, quên. Quay lại với cái bản đồ này thì chúng ta sẽ, mình nghĩ là sẽ có một cái đường. Mình nói về to tàu nha, mình sẽ làm ở bên đây một khu. Một bên đây một khu khủng long, ăn thịt có, ăn cỏ cũng có thể, kiểu như một trong hai thôi, ăn thịt hoặc là ăn cỏ. Và mình để cái to tàu mình nó nằm bên đây. Trạm điện thì cái chỗ này nó hơi bất hợp lý, mình sẽ để ven ven như thế này. Còn chỗ này là trung tâm hành chính, là nơi mà mình có thể đặt những cái tòa, những cái trung tâm thương mại cũng như là khách sạn, viện nghiên cứu ABCDZ. Qua bên đây thì chúng ta sẽ làm một cái chuồng nữa, chỗ này cũng có thể, hoặc là chỗ này. Mà mình nghĩ thì chắc là bên đây mình sẽ làm ăn thịt đi, và bên đây mình sẽ làm ăn cỏ. Tại vì ăn thịt nó không cần rộng, ăn cỏ thì mình rất là thích những con ăn cỏ thôi.
Và bây giờ thì chúng ta quy hoạch nó bằng cách là quy hoạch nó bằng cách xóa rừng. Xóa rừng thì nó cũng hơi bị tốn tiền, nhưng mà trước mắt là mình sẽ xóa khu này trước đi. Khu này mình cần làm trước, mình xóa trước. Đây, cái chỗ mà khách du lịch mà có thể bước chân đặt chân lên cái hòn đảo mình là chỗ này. Không sao, bây giờ tiền mình cũng khá là ok rồi. Đây, ổn áp rồi đấy. Rồi, ok, và bây giờ mình lắp nước lại ha. Nước nôi gì lắp lại hết. Ở đây có cái chỗ mà mình lắp không được nè. Rồi, ok, và bây giờ lợi nhuận mỗi phút mình là 37 ngàn, nó hơi tuột nhưng mà không sao. Mình để dành tiền mình có thể up con Serato 8 xị máy. Tiếp theo mình sẽ quy hoạch đường. Đó, mình chơi cũng cũng gọi là cũng rành rọt rồi, cho nên mình quy hoạch đường một số đường cái đã. Rồi, ok. Quy hoạch đường thì bây giờ cái chỗ này một khi đã đặt xuống rồi á, thì chúng ta không thể nào mà chúng ta kiểu như mua nó đi chỗ khác được, giống như là dời nó đi chỗ khác được, cho nên là chúng ta xóa xóa luôn. Và cái chỗ này nó hơi bị bất hợp lý nè. Cái to tàu này nó cũng hơi bị bất hợp lý, chắc là mình sẽ xóa. Cái sau này xây lại không sao anh em ạ. Bây giờ mình làm trước để mất công là tới đó là nó lại rối rắm. Đây. Rồi, ok. Bây giờ tiếp theo mình cần làm đó là định hình cái khu của mình. Định hình cái khu trung tâm thương mại của mình có ok không? Rồi, cái đường đi là tôi cũng thấy là chim ưng rồi đấy. Đường đi là cũng ok, không vấn đề. Chỉ có điều điện nó hơi ít đúng không? Và bây giờ mình sẽ xây một cái khu nhà máy điện nó có thể nằm ở đây. Cảm thấy cái chỗ này đất nó hơi bằng nè. Đó, và bây giờ mình sẽ xây nhà máy điện trước đã. Tạm thời chưa đâu. Mình remove cái chỗ này luôn, chỗ này. Đấy. Và chúng ta sẽ xóa cái này. Và làm cái đường giống như nó thì như thế này. Ok, hợp lý. Và bây giờ thì tiếp theo nữa là chúng ta sẽ xây cho mình những cái thứ quan trọng, ví dụ như là trung tâm nghiên cứu, trung tâm thám hiểm nè. Trung tâm thám hiểm mà mình sẽ xây ở ngoài đây. Hợp lý không? Đấy. Mình xây hơi lỗi tại vì đáng lẽ khu này sau này mình sẽ đặt một cái gọi là viện bảo tàng, nó nằm ở đây, tại vì ban đầu ở game á, viện bảo tàng nó sẽ nằm ở đây nè. Tiếp theo nữa thì mình sẽ xây một cái trung tâm chống bão. Chắc chắn là phải có rồi anh em ạ. Chắc là xây ngay cái ngã ba này luôn. Thôi, trung tâm chống bão hả? Hợp lý. Rồi, và bây giờ mình sẽ nối đường dẫn của nó ha. Nối đường dẫn nó như thế này nè. Ok. Và bây giờ thì cũng khá là nhiều tiền. Quay rất là nhiều điểm mới luôn. Ngon. Và bây giờ là chúng ta ban đầu mới vô còn lớn ngớ, chúng ta có T-Rex. Yes. Đảo này có T-Rex nè anh em à. Ui, được. Được em ơi. Racoret Torosaurus hả? Torosaurus. Có cái nào mà có một mình T-Rex hay không? Chúng ta cùng qua Trung Quốc coi. Thường thường Trung Quốc có mấy cái điểm mà có một mình con một mỗi mỗi mình mỗi con thôi. Hình như là không có T-Rex rồi anh em à. Ok, như vậy chịu khó đào chung với cái tụi ăn cỏ đi. Deno là có một con ăn cỏ. Deinonychus. Rồi, đào T-Rex. Má có T-Rex là binh. Có T-Rex là binh. Rồi ok, và bây giờ chúng ta sẽ xây tiếp một cái trung tâm. Đủ tiền không?
một cái trung tâm nghiên cứu DNA, trung tâm nghiên cứu không, trung tâm DNA ở đâu nhỉ, trung tâm hóa thạch đây nè, và chúng ta cần 400.000. Và để xem coi nguồn thu của mình là vô là bao nhiêu, 43.000 mỗi phút là cũng khá là ok. Và trung tâm báo bảo đây, mới vô thì chúng ta phải chờ tiền thôi, không có gì bằng thời gian cả. Đấy, tự nhiên bên đây nó chiều qua ha anh em. Tôi không muốn cái chỗ này tại vì nó hơi xấu, nó hơi xấu. No, đây ok, nó hơi xấu về vẻ mặt mỹ quan đô thị. Tự nhiên tới đó có một cái cọng dây nó băng ngang thì nó không đẹp. Ừ, mà cũng hợp lý á nhờ, tại vì ví dụ cọng dây băng ngang như thế này thì tự nhiên vô đây thì nó lại có điện thì nó hơi ok, kệ lỡ rồi, mình cứ chơi tiếp đi. Đây, xây một cái nhà máy điện nó nằm ở đây. Ờ, cái trạm biến áp nó nằm ở đây, hợp lý. Rồi, từ từ hết, chúng ta có nhà rồi chúng ta xây sao cũng được. Đấy. Và bây giờ chờ trạm trung tâm loại rồi, chờ 4 xị để chúng ta có thể vận hành kiểu như là xét nghiệm cái con T-Rex, lấy DNA của con T-Rex rồi up ra. Rồi, bây giờ tôi nôn có T-Rex quá mấy ông ơi, tôi nôn quá nhờ. Wow, T-Rex có thể là nằm ở đây nhưng mà có vẻ như là không phải cái dáng là của T-Rex. T-Rex hả? T-Rex đâu có dáng đâu, nó phèn vậy được. Nhìn giống như con Allosaurus ở bên ARK đấy nhờ. Ừ, nhìn nó có vẻ như phèn phèn. Hình như là tập livestream trước là con trai nó không đánh với con Raptor đúng không? Chỉ có Cerato mới đánh thôi. Cho nên là thôi, tôi đợi up Cerato hoặc là up T-Rex luôn, nếu mà T-Rex lâu. À, và trong khi đó thì chắc là tôi sẽ không làm gì hết để tránh tốn tiền, để chờ con chờ cái DNA của con T-Rex nó về. Nhưng mà rất là nhiều chiếc DNA khác nữa. Và chờ tiền nữa anh em ạ. Ok, và hiện tại thì mình đã chờ được 500 mấy chục ngàn rồi. Mình tính chờ để up con Cerato luôn anh em ạ. Con Cerato thì 800 mấy với 400 nữa là 1.200.000 mà đang chờ. Nhưng mà trong lúc chờ thì tất nhiên là mình sẽ tiếp tục bào những cái đội thám hiểm. Nhưng mà bây giờ nó báo là đang chờ hoàn thành cuộc thám hiểm không đủ quá thạch. Có nghĩa là cái kho của mình đã không đủ quá thạch chứa rồi, chứa quá thạch rồi. Và bây giờ mình sẽ xây cái trung tâm trước đi, trung tâm quá thạch. Và tất nhiên nó sẽ để ngoài đây, mấy cái trung tâm mà để ngoài biển là đẹp nhất. Không phải ngoài biển mà ngoài rìa. Ban đầu mình cũng tính là cho khách thưởng ngoạn hồ các kiểu này nọ, nhưng mà thôi. Sẽ có một cái góc nào đó thôi, chứ không có hẳn là cho cái view này. Tại vì nếu mà để thì không có chỗ để chứa mấy cái trung tâm này. Hoặc mình cũng có thể để ngoài đây nè. Mình cũng có thể để ngoài đây nè anh em. Nhưng mà tốt nhất là để cái chỗ đó cho dành cho trùng khủng long là ok nhất. Mà mình sẽ chừa cho một khoảng như thế này để cho khách view của khách có thể nhìn thấy được cái hồ. Nó cái hồ này đẹp nhờ. Wow, cái hồ chất thế nhờ. Ok, no problem. Đấy. Và tôi giờ chỉ chờ up cái con Cerato để cho lên doanh thu thôi. Anh em thấy là để ý đi, cái con nào mà ship hàng nó cao thì tự động khách sẽ bù. Ờ vậy đó, nó sẽ đánh giá doanh thu qua cái ship hàng của con khủng long. Và chỉ cần con Cerato mà nó ăn hai con trai của tôi thôi là binh, là rất là nhiều ship hàng nó được lên cao. T-Rex, yes. Wow, wow, khá là nhiều T-Rex. Wow, bán hả? Bộ gen của Torosaurus. Ui, con Torosaurus này nhìn giống như con ba sừng ấy nhờ. Ờ, nhìn giống, khá là giống ba sừng luôn á. Con này là con bộ gen của Racoret thì thôi, mình đã có rồi, mình bán. Đây, và bây giờ thì đội đào sẽ tiếp tục đi đào. Đây, uầy, mình lên được 700 mấy chục ngàn hả? Ngon. Uầy, giờ đủ một con Cerato rồi. Gần đủ thôi chứ chưa đủ.
con Serato hiện tại là 810 mấy nghe. Binh 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 tiền về tiền về. Ôi như vậy là con này là con T-Rex hồi nãy tôi đoán đúng rồi nè. Ủa không, hồi nãy là con tôi đoán con này là con Aplosaurus thôi, nhìn nó giống cái dáng nó giống, nhưng mà con này con T-Rex. Hiện tại tôi đang có 20% bộ gen của nó. À, chắc là khoảng chừng 3 chuyến nữa thôi là bính. Uầy, tỷ lệ áp thành công hả? À, ban đầu tôi vô tôi đã càng nghiên cứu nó rồi. Chắc là tôi sẽ cho nó tốc độ phản ứng. Bây giờ tôi không cần tốc độ nữa, tôi có thể chờ. Chỉ cần tỷ lệ thành công nó ok là được. À, tốn mấy trăm ngàn đấy, 800 mấy ấy, không giỡn đâu. Tốn tiền lắm. Cũng khá là ổn ha anh em. Và bây giờ thì rảnh rảnh thì tôi sẽ lia cái ngọn đồi này. À, tôi chơi lâu lâu tí cho anh em vui. Chứ một tập thực sự mà nói bây giờ tôi cũng công nhận là thí dụ vô game mà khoảng chừng 30 phút tôi chả biết làm gì trong 30 phút đó, tại vì game này cũng cần phải có thời gian để xoay sở nữa anh em ạ. Chứ bây giờ anh em chờ với tôi thì cũng được thôi, nhưng mà video nó sẽ rất là nhạt. Livestream thì anh em có thể tôi ngồi tán dóc với anh em được, nhưng mà quay video thì không. Rồi giờ chúng ta chờ cho con này nó xong. Để tôi xem con tôi nghiên cứu rồi có điểm con nào ngon nữa không. Con Tira ở đây thì chúng ta lấy rất là nhiều cái cái phần trăm ở đằng sau. Hiện tại là cái bộ gen nha anh em, cái bộ gen hiện tại tôi đang có thì kiểu như là con Strike là 100% nè, con Chuthiominus nè, đó thì nó là 100%. Ô, đội đào nó sắp về rồi đây, và tôi nhận được cái nhiệm vụ là xây dựng kết nối và cung cấp trung tâm nghiên cứu. Ô, trung tâm nghiên cứu chỉ cần tôi xây một cái trung tâm nghiên cứu thôi là tôi có 150. À, và cái này thì cho phép Serato giết trai không, đó là lý do mà cũng có một trong những cái lý do mà tôi up con Serato này. À, vừa tăng sao mà vừa có tiền nữa, 300 mấy chục ngàn, ít nổi gì. À, chúng ta trích xuất con Ankylo hả, bây giờ mình đầu tư vô thôi, bây giờ trích xuất thì 5 ngàn. Ok thôi, có 5 ngàn thì chúng ta cứ trích xuất đi. Không ra con T-Rex nào nhỏ, chuyến này cũng hơi bèo. Chi phí có 75 ngàn thôi anh em ạ. Tại cũng gần bên Trung Quốc thì tới 90 ngàn. Uầy, mưa rồi. Mưa thì chắc là sao nó xuống rồi. Mình chưa có tiền để mình xây một cái trung tâm tránh bão. Alciba 250. Ôi, dân chạy tán loạn nhờ. Mà cái này có đâu, có phải là cái bão đéo đâu. Chỉ là mưa thôi. Mình cứ nghĩ là mưa và bão nó giống nhau như thế này này. Nhưng mà cái trung tâm phòng thủ bão nó không có, nó không có báo động, cho nên là thôi. Rồi bây giờ cái trung tâm nghiên cứu của mình đó là 400 ngàn thì chắc là mình sẽ để dành tiền. Wow, tăng xếp hạng đảo của bạn lên 1.5 sao. Ôi được chị ơi, chuyện nhỏ. Bây giờ mình 0.7 sao nè. Rồi lên, hoàn thành 3 nhiệm vụ cùng lúc luôn nè. Ngon lành. Tạm thời chúng ta sẽ không có để cái khay thịt cho nó đói là nó tự săn con Strike này nó ăn luôn. Vậy cho dễ. Bệnh thì chịu, tại vì hiện tại mình chưa có trạm kiểm lâm. Vô đây là không có cái gì anh em ạ. Thằng chủ cũ nó an tàn phá hại thế nhờ. Nó xây một tí. Ok, bây giờ doanh thu có thể là lên chóng mặt luôn rồi đó. Sau khi mà nó dứt cái con này ha, anh em để ý nè, 120 là cái chỉ số nó mới vừa up ra, chỉ số mặc định luôn, cái bộ gen của nó luôn. Sau khi mà nó đấu với hai con Strike này, cũng như ăn thịt hai con Strike này, nó sẽ lên và tiền mình cũng sẽ lên luôn. Con Strike này thì để coi 47 đúng không? Thì liệu khi mà ăn con trai này luôn thì nó có lên được 47 nữa không ta? Kiểu như 160. Wow, đánh rồi. Đấy, hai. Tiền lên. Khúc này là tiền lên lắm. Wow, tiền lên. Khoan.
các trận mang lại sự giải trí cho khách. Chúng tôi muốn được giải trí, hãy làm cho cuộc chiến này xảy ra, chắc chắn sẽ hỗ trợ chúng tôi. Ok ok, nó không nói là con trai chết là không được tiền hay là con gì chết không được tiền, chỉ cần hai con này đánh nhau là được. Ui, nó chạy kìa. À, và mình có hình như mình có cho cái trận đấu giữa hai con rồi, chỉ cần một con Cerato yếu là nó không đánh nữa. Ui, đáng lẽ là mình phải up con trai nó yếu yếu thôi. Hơi yếu ha, hơi dở. Khó ta ơi. Nhưng mà dù sao doanh số mình cũng lên. À, sao giảm sao rồi? Chắc là mình sẽ làm một cái khay thịt cho nó đi. Ok. Thả. Cái này thì nó thả một cục mồi ra. Đây, nó thấy mồi là nó dí à. Đây, tăng cái sự kích thích cho người xem. Mà tôi nghĩ là sau khi mà nó dí được con hu con cù này rồi á thì chắc là nó cũng sẽ lên sao đó anh em ạ. Ok, tạm thời để chung hai nó đi. Nó có đánh nhau thì mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ thôi. Hiện tại cũng không cần tiền gấp, tại vì mục đích của mình là ra con Cerato là ok. Giờ 300.000, chúng ta làm gì với 300.000 này đây? Chúng ta sẽ trung tâm nghiên cứu đúng không? Trung tâm nghiên cứu gần 400.000 cũng gần đủ rồi. Và mình chờ thêm một tí xíu gọi là tiền nữa thôi là ok. Một tí nên nếu mà hai con này có đánh nhau thì mình sẽ quay cho anh em xem. Và hiện tại hai con này không đánh. Hay là mình up thêm một con nữa ta. Con này đang sức khỏe đang yếu nè. Up thêm một con cái gen yếu. Ồ, nó chạy, nó thấy là nó chạy. Mình cũng có thể đi chụp hình để kiếm thu nhập thêm cũng được. Đây, dĩ, con này sức khỏe đang yếu nè. Sức khỏe đang yếu, con này ăn một phát. Ơ kìa. Ơ, nó dí ở đâu nhờ? À, nó dí con cù. À, nó dí con cù anh em à, nó dí con cù, chắc là nó lên sao rồi. Ồ, không lên sao. Chỉ tăng cái sự tò mò và kiểu như là cái doanh thu của khách đến từ khách thôi. Mình muốn con này lên sao. Thức ăn nó 100% mà chắc nó cũng không gây chuyện đâu. Ui, mới đây 400 rồi ha. Rồi, và bây giờ mình sẽ làm cái trung tâm nghiên cứu luôn. Trung tâm nghiên cứu mình sẽ để bên đây. Rồi, ok. Như vậy chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta sẽ có tiền. À, 150 cũng được. Và hiện tại bộ gen của con T-Rex của mình là bao nhiêu rồi nhỉ? Bộ gen của T-Rex của mình là 28 rồi, cũng ok. Mong là hai con sẽ đánh nhau. Ok. Mình mới vừa mở khóa được một con T-Rex, bây giờ mình quẩy cho anh em coi. À, Shiba. $1.950.000. Really? Oh my god. 1.000.000. Má, mình mở khóa mình mừng quá anh em, và mình chưa bấm vào coi luôn ấy. Nó tới 1.000.000. Ui, xếp hạng nó đáng đồng tiền phải đái anh em ạ. 162. À, con này là sữa bộ gen nó cực dữ lắm. Mát cây của nó là 120 thôi. Bây giờ mình thử mình sửa bộ gen của con này lên 162. Chắc nó kinh khủng. 201. Chi phí up 2.400.000. What the fuck. 2.800.000. À, có con này một mình. Con này là chấp hết luôn anh em ạ. Kiểu như mình nói về doanh thu á nha. Binh, có con này là binh. Con này mỗi phút mình kiếm 7 mấy ngàn.
Và mình để ý ha, rút kinh nghiệm xương máu cho anh em không, là chúng ta có thể để một con Cerato chung với con Trai được. Tại vì á, mới ra thì tất nhiên là con nào nó cũng hung hăng và nó sẽ cắn nhau một lần. Nhưng mà lần thứ hai nãy giờ mình để ý ha, rất là lâu rồi và con Cerato nó không hề đụng chạm hay là có biểu hiện hay là có gì đối với con Trai cả. Kiểu như đánh một lần là quen luôn á anh em ạ. À, nó chỉ tập trung nó ăn mồi thôi. Tôi nghĩ là nếu mà thiếu mồi thì chắc nó quay qua nó cạp. Thì nếu mà anh em muốn cho nó hòa thuận với nhau chung một chuồng để đỡ tốn diện tích đó, thì chúng ta cần phải có cục mồi để cho con Cerato nó ăn. Ừ, vậy thôi. Wow, và quay là vấn đề T-Rex muôn thuở, chắc là mình sẽ chờ cho tới 2 triệu mấy thôi. Trong lúc đó thì mình sẽ cố gắng mình nhận cái hợp đồng à, để kiểu như là không có cái hợp đồng nào nhiều nhiều á. Đây nè, anh em bấm vào đây và bấm vào những cái nhiệm vụ, anh em kiếm thêm những cái liên hệ mới à, đạt đến giới hạn hợp đồng. Có nghĩa là chúng ta tối đa nó sẽ cho mình 3 cái hợp đồng như thế này. Và để hoàn thành một trong những cái này thì nó sẽ cho mình tiếp ha. Tìm những cái liên hệ mới. Và bây giờ để coi nhiệm vụ của mình là lợi nhuận từ các điểm tham quan là 10.000. Và mình xem coi là lợi nhuận từ các điểm tham quan, lợi nhuận của trung tâm tham quan nè, không có. Cũng hơi khó nhờ. Và đạt 1,5 sao thì cũng hơi khó. Chắc là mình sẽ xây nhiều chuồng hơn, mình để dành tiền mình xây nhiều chuồng hơn. Con Strike, con này ui, con này giống con Strike nhưng mà tên của nó là Torosaurus. À, tên nghe đọc liệu lưỡi nhờ. Và chúng ta sẽ đi đào tiếp những cái con. Mình cứ đầu tư vào con Sai, tại vì mình muốn cái gen con nào con nấy là phải 100% hết. Và hiện tại là con này nó đang bị bệnh nè à. Và chúng ta sẽ xây một cái trung tâm luôn, trung tâm kiểm lâm. Chắc chắn là nó sẽ nằm ở khu vực này à. Cái chỗ này thì như hồi nãy mình nói là cái view cho anh, cho mọi quan khách ngắm hồ các kiểu này nọ. Ok, để đây ha. Và chúng ta sẽ có một cái đường dẫn như thế này. Rồi, chỗ này anh em mình có thể bắt qua cũng được. Đây, và chỗ này hồ đúng không? Hồ thì mình sẽ làm view hồ. Đây. Đây, view hồ thì dễ thôi. Đấy, cho mọi người tản bộ đồ. Tất nhiên là xem mình sẽ xây kiểu như là bích lại luôn. Đấy, view hồ đấy không? Ủa, trong viên thơ của mẹ nó mộng luôn. Và tất nhiên là chúng ta sẽ xây cây lên đây. Đấy, hợp lý. Không có điện đúng không? Và bây giờ thì chắc là mình nghĩ lấy từ cái nguồn dây điện bên đây. Rồi, và xây một cái máy biến áp nó nằm ở bên đây. Hợp lý hơn. Ok, nice. Này, trời mưa. Và trung tâm tránh bão mình sẽ để khu vực đâu đây nè. Và hiện tại có một con bị bệnh đúng không? Rồi bây giờ thì mình sẽ cho nó như thế này và như thế này. Hợp lý. Và cái cổng nó nằm đây đúng không? Cái cổng nó hơi bị xa đúng không? Muốn cho ngon thì để đây là hợp lý. Ngon, nó sẽ chạy qua cái cổng bên đây nhanh hơn so với cái cổng bên kia. Hợp lý. Rồi bây giờ mình chờ tiền tiếp thôi. Doanh thu mình cũng chỉ cần doanh thu dương là bao nhiêu mình chờ cũng được hết. Mình sẽ mở rộng thêm một cái chuồng bên đây nữa. Chuồng bên đây thì cũng khá là vất vả đấy, tại vì lợi nhuận từ những cái điểm lợi nhuận trung tâm tham quan thì mình phân tích tài chính là thu nhập tháng này tháng trước nè, các điểm tham quan đúng không, phần thưởng cho ảnh
À, phần thưởng cho ảnh là mình chưa có bức hình nào hết trơn. Chi phí xây dựng, à lợi nhuận thôi, mình chỉ coi lợi nhuận thôi. Và lợi nhuận từ các điểm tham quan, ví dụ như trung tâm sáng tạo hả? À, trung tâm sáng tạo, trung tâm khoa học và trung tâm an ninh nè, đó. Thì chúng ta cần phải xây những cái điểm này để hoàn thành được nhiệm vụ cũng như tăng cái lợi nhuận của mình lên. Thì trung tâm sáng tạo, trung tâm khoa học, mình chỉ biết cái trung tâm khoa học thôi, mình không biết cái trung tâm sáng tạo. Khoa học nó nằm đây và giá 7 xị rưỡi cũng đắt. Trung tâm nghiên cứu thì không phải, trung tâm đổi mới không phải luôn. Ừ, 750. Em thấy hồi nãy giờ nó không có kiếm chuyện. Và bây giờ mình sẽ chờ tiền tiếp, và trong khi đó thì mình sẽ bán quá thạch để kiếm tiền. Ngoài chuyến này hơi lỗ tại vì không có đủ. Ok, sao vậy? Chỗ này không có điện à? Chỗ này không có điện. Điện mình bắt đầu là hơi yếu rồi anh em à. Điện mình bắt đầu hơi yếu rồi đấy. Và bây giờ thì chắc là mình sẽ đặt một cục điện lên đây cho nó, một cái trạm điện nhỏ khe nâng cấp nè. Chúng ta sẽ nâng cấp cho nó cái này và nâng cấp cho nó bảo vệ cúp điện luôn. À, mình nâng cấp bảo vệ cúp điện rồi hả? Cải thiện đầu ra nó sẽ tốt hơn. Ok. Và bây giờ thì lên được 84.000 rồi. Chừng nào 100.000 mỗi mỗi phút là ok lắm luôn á. Ở đây mình có thể xây thêm không ta? Cây cối không có thể. À đó, cây cối đồ vô. Một không gian xanh. Rồi ok. Và bây giờ mục tiêu của mình đó là chờ tiền để xây dựng các trung tâm cho nó đầy đủ hết. À cô, ok. Mình mới nghĩ ra một cái cách mà cũng tăng được doanh thu từ những cái chỗ mà khủng long như thế này á. Thì anh em bắt đầu từ những cái thứ nhỏ nhặt trước ha. Bây giờ nếu mà đủ tiền á, anh em sẽ đặt một cái trung tâm ICU ở đây. Trung tâm ICU nó cũng khá là đẹp cho nên là mình nghĩ mình sẽ đặt ở đây. Xây ngang được không? Xây ngang được, 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 được. Đấy, trung tâm ICU nằm đây. À, không sao, mai mốt mà mấy cái trung tâm thương mại đồ á, mình sẽ để dọc 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 lên nào. Đây là trung tâm hành chính cũng như là nghiên cứu ABCX Z các kiểu. Và bây giờ thì mình sẽ để ngoài đây cái đường nó vô. Thì cái việc làm của mình sắp tới á, hình như thiếu điện đó nhờ, thiếu điện ở chỗ nào nhờ. Nó lại thiếu chỗ này nhờ. Rồi chắc là xây một cái trạm điện thôi. Wow, trạm điện tới 5 sụy rồi. Chắc là chỗ này thiếu nè. Chắc là mình đập thêm một cục bên đây nữa cho đỡ tốn. Chứ bây giờ chờ 5 sụy lâu lắm. Cải thiện đầu ra 60 ngàn, vậy cho nó nhanh. Rồi ok. Thì mình tính bây giờ mình sẽ bắn hạ hai con strike này. Sau đó mình bán nó. Thứ nhất là mình thu hồi vốn. Cái thứ hai á là mình sẽ up ra một con trai với cái gen nhỏ hơn, cái gen yếu hơn nhiều so với con trai bây giờ. Sau đó mình sẽ cho con Cerato cắn nó. Cerato cắn nó và chúng ta, thứ nhất là chúng ta sẽ được con Cerato lên level sau. Cái thứ hai mình sẽ hoàn thành được cái nhiệm vụ Cerato đã bị giết bởi trai đã bị giết bởi Cerato trong một trận đấu. Đấy, và mình sẽ lãnh được khoảng chừng 300 mấy chục ngàn nữa đó ha. Chiến lược của mình là như thế và bây giờ mình sẽ bắt đầu bắn nó. Hình xéo bắn mỗi phát là 4, bắn mỗi phát là 20 ngàn. Và bây giờ mình sẽ chờ đội vận chuyển xong ha. Trong khi đó thì chúng ta sẽ xem qua những cái trung tâm nào. Bây giờ việc cần thiết đó là xây một cái nơi trú ẩn. Nơi trú ẩn ở giữa trung tâm như thế này là ok nhất. Đây, đi tới hóa thạch. Ok, để xem coi. Bán, chuyến này có lời, mỗi lần bán là có lời thôi. Mình thà mình nhận mấy cục đá còn hơn mình nhận mấy cái đĩa này. Bây giờ chủ yếu là tiền. Đây. Sau khi mà bắn xỉu xong, chúng ta sẽ cử một đội đi bán nó.
bán với khủng long với giá 92 ngàn, không vấn đề. Tiếp tục là bán nó luôn. Rồi bây giờ mình sẽ nghiên cứu mình up một con try. Con try này thì sửa bộ gen nó lại. Bộ gen gốc nè, bộ gen này thì nó phòng thủ nó 30 đúng không? Mấy cái bộ gen này thì chắc là về màu sắc thôi. Mình sẽ giảm nó xuống, tấn công các kiểu này nọ để quýnh cho con Serato mình không bị thương. Còn cái việc up con T-Rex thì chắc là mình đợi khá là lâu à, tại vì chỉ số gốc nó tới 1 triệu mấy rồi. Và bây giờ nếu mà up gen nó lên thì tới 2 triệu mấy lận. Mình thì mình muốn bơ phạt hết có thể, tại vì nó là cái nguồn kiếm tiền khá là dữ dội. Nó tới 200 mấy chỉ số xếp hạng lận. Ok, và bây giờ mình sẽ quá đắt. Ok, quá đắt. Ơ kìa, sao là quá đắt? Up khủng long. Và bây giờ đây, up một con Serato. Vừa hoàn thành nhiệm vụ. Khi mà con này ra thì chắc là mình nghĩ là Serato nó sẽ cũng sẽ quần thôi. Nếu mà không quần thì mình sẽ up một con mới. Chứ bây giờ không biết như thế nào. Tạm thời là như thế. À, trung tâm này có rồi đúng không? Yêu cầu kết nối. Ơ kìa. Xấu thế nhờ. Hợp lý. Như vậy là chúng ta đã giải được cái bài toán mà nâng cao cái xếp hạng của khủng long rồi đó. Hiện tại Serato này nếu mà nó 120, nếu mà nó cạp con try nữa chắc nó cũng lên 150. Hiện tại là up xong rồi. Và mong là con Serato này sẽ mần thịt con try để có nhiệm vụ. Đây, thám hiểm và chúng ta đè T-Rex ra và nghiên cứu. Tiếp theo là chúng ta sẽ up tiếp Dracorep bán. Con này, con này mình cứ nhầm con try hoài luôn á. Rồi, Serato ơi. Hợp lý em ơi, hợp lý. Được. Ok kìa. Bên đây mồi của mình là khá là dư rồi. Mình nghĩ nếu bây giờ để mồi vô thì nó sẽ không đánh đâu. Chắc là mình xóa cục mồi này quá anh em à. Xóa cục mồi này đi. Ok, đáng lẽ là mình có thể vô hiệu quá được, nhưng mà không hiểu tại sao mình lại bán nhờ. Ok, hiện tại thì con này nó đã đầy cây thức ăn rồi, cũng đành chịu. Và bây giờ chúng ta sẽ chờ cho nó đói để có một cái trận battle với con try. Con try này 39 thôi, khá là yếu về chỉ số phòng thủ cũng như là đấm. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chờ, và trong khi đó thì mình sẽ làm vài cái trung tâm nữa. Đó là trung tâm phòng thủ bảo, bây giờ không có tiền. Trung tâm khoa học thì chúng ta cần. Cái này là cái quá đắt đúng không nhỉ? Và cái này chưa mở khóa. Trung tâm khoa học này là nó cũng có thể kiếm tiền được. Ngoài cái việc kiếm tiền ra thì nó không có giúp ích gì được cho mình hết. Trung tâm nghiên cứu nữa chứ. Để xem coi mình có thể nghiên cứu được cái gì không nhỉ? Wow, mình nghiên cứu mắt cây hay sao đấy. Nó chưa mở cho mình cái những cái trung tâm khác, những cái gen khác, hoặc là những cái ui, nó đòi hỏi nè anh em, nó đòi hỏi chúng ta phải có mở khóa bằng cách là thí dụ như cái đảo này sẽ đạt được chỉ số an ninh cũng như là những cái chỉ số về sự giải trí khoa học ABC đi Z các kiểu này nọ để có thể mở khóa ra. Như vậy là để có nhiều cái tòa nhà, nhiều cái trung tâm hơn thì chắc là mình sẽ nghiên cứu và làm những cái chỉ số này. Ai đảo Isla Manta Serot nè, mình chưa có mở nè. Cái này là chơi bowling nè, yêu cầu trung tâm nghiên cứu 3. Tính ra cái này là mình là 3 rồi nhờ. Tại sao vẫn chưa có được cây thế nhờ? Lạ lồn thế nhờ. Rồi bây giờ mình xóa cục mồi rồi nó rồi đó.
Và bây giờ mình chờ cho con Serato này nó đói lên và nó đi săn. Thế thôi. Uầy, có vẻ như nó đánh nhau rồi anh em à. Uầy, tôi thấy đây rồi. Ngon chưa? Bính. Có vẻ như trai chả muốn đánh nhau tí nào. Chờ tí. Đấy, hợp lý. Phải như thế. Đây. Mà bây giờ trai đánh cái là hai con bỏ chạy. Uầy, sức khỏe lên rồi. Uầy, lần này khỏe rồi. Rồi, trai có vẻ như lần này yếu hơn rồi. Trận Battle Rap 2 này nghiêng về phần thắng cho Serato. Ok. Khi mà hai con sức khỏe thấp là nó không đánh nữa anh em à. Theo tôi đoán là vậy. À, được. 1%. Được. 2. Tiền về. Ba xị mấy. Rồi, và khi mà chúng ta... Nó sẽ lên nha anh em. Từ từ. Nó phải ăn sát con này luôn nó mới lên. Ủa sao tính không? Nó hết lên rồi nhờ. À đây, 339. Đấy. Nó ăn sát, nó càng ăn sát nó sẽ càng lên. Bây giờ mình có tiền tiếp rồi. Bình. Bây giờ mình sẽ đi kiếm một cái hợp đồng mới. Ok. Không sao. Cho nó ăn sát luôn. Và bây giờ mình sẽ cần một cái hợp đồng để điều chỉnh lại cái đảo của mình. Đó là bộ phận giải trí và an ninh đó mình đã có rồi. Bây giờ mình sẽ đi vào khoa học. Và bây giờ đi tới quá thạch. Dieser neue Auftrag wurde praktisch für eine Person mit ihren Talenten gemacht. Bán và bán. À không, trích xuất DNA và hiện tại cái đảo mình á, nó chưa có cân bằng. Kiểu như là như thế nào ta? Đây, đảo sao nè. Thì đây là những cái điều mà cơ bản mà các bạn phải đạt được trên cái đảo của mình. Đó là về xếp hạng khủng long. Mình thì màu đỏ là đa dạng kém, có nghĩa là ít loài khủng long thì chúng ta phải up thêm. Tiếp theo là sự hài lòng kém. Là chắc là về trung tâm mua sắm mình chưa có một cái khách sạn cũng như cái trung tâm mua sắm nào hết. Thì cho nên là mình cần phải xây thêm. Tích tiền để xây thêm. Chắc là tập sau anh em mới có được một con T-Rex quá. Tại vì tập này tôi xây tiền không nổi. Để coi, nếu cứ cái đà này 50.000 thì tới năm heo mới để dành được 2 triệu mấy anh em ạ. Và bây giờ là hình như là mình mới vừa xây xong một cái trung tâm khoa học rồi đúng không? Và hiện tại tôi chưa thấy lợi nhuận từ cái trung tâm khoa học sáng tạo hay an ninh gì cả. Tạm thời là mình sẽ xây thêm một cái chuồng khủng long ăn cỏ đi. Tại vì khủng long ăn cỏ giá nó rẻ lắm. Và mình sẽ xây bên đây. Đây, xây bên đây để cho khách du lịch nó tham quan và để mình có tiền. Để mình có thể làm tiếp những con T-Rex hay chuồng khủng long ăn thịt sao. Ok, video mình cũng chỉ tới đây mà thôi nha anh em. Cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu mà thấy hay ở cái series Jurassic World Evolution này thì anh em subscribe và like cho video mình. Và nếu mà có thắc mắc gì comment bên dưới hộ mình nha. Ok, bye bye và hẹn anh em gặp lại ở tập sau.